Khu vực quảng trường vừa là địa điểm vui chơi, giải trí của nhân dân và là nơi diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của tỉnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây tại khu vực này xuất hiện tình trạng nhiều hố ga bị sụt lún sâu, không có nắp đậy, gây mất mỹ quan và mất an toàn cho nhân dân. Không chỉ có 1-2 mà có tới 10 hố ga không có nắp đậy. Cùng với đó là nhiều mảng gạch vỉa hè bao quanh thảm cỏ bị xung cấp, sụt lún thành hố sâu, không có biển cảnh báo, gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông qua khu vực trên. Theo phản ánh của nhân dân, tình trạng trên diễn ra vài tháng nay nhưng không được đơn vị nào sửa chữa khắc phục. Thấy nguy hiểm, người dân đã đặt cành cây xuống hố để cảnh báo người qua lại. Để đảm bảo an toàn cho người dân đến vui chơi, giữ gìn cảnh quan khu vực quảng trường, đơn vị liên quan cần khắc phục ngay tình trạng này. Ngày 1 tháng 10 năm 2022, Công an xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm tiếp nhận đơn trình báo của anh La Kim Quang, sinh năm 2003, tỉnh Tuyên Quang về việc mất chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Way Alpha trị giá khoảng 18 triệu đồng tại khu nhà trọ ở thôn Quang Trung. Công an xã đã xác minh làm rõ Trần Văn Tuấn, sinh năm 2002, tỉnh Tuyên Quang là đối tượng trộm cắp chiếc xe máy của anh Quang. Mở rộng điều tra, xác định từ đầu tháng 9 đến nay, Tuấn còn thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy và xe đạp điện khác trên địa bàn huyện Văn Lâm. Sau đó cùng một đối tượng khác tên là Minh mang đi tiêu thụ. Được biết cả hai đối tượng đều nghiện ma túy. Hiện cơ quan công an huyện Văn Lâm đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.